Xin kính chào quý vị và các bạn. Vào lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng thứ Năm ngày 30 tháng 11, Manchester United sẽ bước vào lượt trận thứ 5 vòng bảng UEFA Champions League để đối đầu với câu lạc bộ Galatasaray ngay tại thánh địa Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai đội bóng đều đang cạnh tranh vô cùng gắt gao cho một tấm vé vào vòng knock-out, và với Quỷ Đỏ, họ đã không còn đường lui, vì nếu thất bại thì hành trình C1 của đội bóng sẽ chấm dứt. Điều quan trọng lúc này là thầy trò Erik ten Hag cần xác định liệu họ sẽ tập trung cho top 4 ở ngoại hạng Anh hay là bung hết những gì mình có cho đấu trường châu Âu, nơi mà câu lạc bộ đã không còn quyền tự quyết. Đây sẽ là câu hỏi cần phải được giải đáp vào rạng sáng thứ Năm tới, vì hành quân đến đất thổ chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng với bất cứ đội bóng nào. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Random Football đưa ra những nhận định về trận đấu tới. Nếu thất bại, Man United cũng đừng nên buồn, vì hãy tập trung toàn tâm cho mặt trận Premier League. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua sự chuẩn bị của hai đội. Sau 4 lượt trận tại UEFA Champions League, đoàn quân của thầy Mười Khó đang đứng ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 3 điểm trong tay. Họ kém hai đội xếp trên là Galatasaray và Copenhagen 1 điểm, trong khi Bayern Munich đã sớm giành vé vào vòng trong với thành tích toàn thắng của mình. Vì vậy, tấm vé còn lại hướng đến giai đoạn knock-out chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đội bóng, nhưng Man United lại đang là câu lạc bộ bất lợi nhất khi ở lượt trận cuối cùng họ sẽ phải chạm trán với hùm xám xứ Bavaria. Dù đã nắm chắc tấm vé vào vòng trong, nhưng muốn lấy điểm của nhà đương kim vô địch Bundesliga là không hề dễ dàng. Vì vậy, Quỷ Đỏ cần phải xác định rằng mình sẽ tập trung vào đấu trường nào là quan trọng nhất. Vì thành thực mà nói, giành điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì, dù cho phong độ hiện tại của đội chủ sân Old Trafford là tương đối tốt với 3 thắng lợi liên tiếp vừa qua tại ngoại hạng Anh. Đặc biệt là màn trình diễn khá tốt trước Everton vào cuối tuần qua, khi hàng công đã nổ súng trở lại với 3 bàn thắng. Tuy vậy, với tình hình lực lượng hiện tại, dù có tiến vào vòng loại trực tiếp Champions League, Manchester United cũng khó có thể đi sâu vào trong. Vì vậy, thay vì cố đấm ăn xôi ở đấu trường này, thầy trò Erik ten Hag cần phải xác định rõ đâu mới là mục tiêu quan trọng nhất ở mùa giải năm nay. Cuộc cạnh tranh ở Premier League là vô cùng khốc liệt, và nếu không giành được một vị trí trong top 4, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều so với việc là không thể tiến sâu ở đấu trường châu Âu. Nên dù có thất bại trước Galatasaray cũng đừng nên quá buồn bã, vì thực lực của Quỷ Đỏ như thế nào thì chắc hẳn chúng ta đều nắm rất rõ. Về phần đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn đang có phong độ rất cao ở đấu trường quốc nội khi ngự trị ở ngôi đầu bảng cùng với Fenerbahce với 34 điểm. Còn tại đấu trường C1, sau thất bại trước Bayern Munich, Galatasaray hiện đã tụt xuống vị trí thứ 3 sau Copenhagen do để thua về mặt hiệu số bàn thắng bại. Tuy vậy thì quyền tự quyết vẫn còn trong tay đoàn quân của Okan Buruk khi họ sẽ đụng độ hai đối thủ trực tiếp ở hai vòng đấu cuối cùng. Vì vậy, chỉ cần giành được một kết quả tốt, Galatasaray sẽ là cái tên đi tiếp. Tuy vậy, thành tích trên sân nhà của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ là không tốt khi họ chỉ có thể giành được 1 điểm sau 2 trận đấu đã qua. Sân vận động Rams Global từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đội bóng, nhưng tại đấu trường Champions League mùa này, nó đã không thể giúp cho Galatasaray có được kết quả tốt. Nhưng với phong độ hiện tại cùng với sự tự tin cao độ khi đội bóng đã lội ngược dòng ở trận lượt đi, dù đã 2 lần bị vươn lên dẫn trước. Tiếp theo, hãy cùng đến với tình hình lực lượng của hai đội trước giờ bóng lăn. Với tấm thẻ đỏ đã phải nhận ở trận đấu với Copenhagen, Marcus Rashford sẽ bị treo giò ở chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây sẽ là mất mát khá lớn vì dù không có được phong độ cao trong thời gian qua, tiến sĩ vẫn là lựa chọn thường xuyên của huấn luyện viên Erik ten Hag. Vì vậy, việc thay thế Rashi sẽ là nhiệm vụ tương đối khó khăn, nhất là trong bối cảnh Antony cũng vừa dính chấn thương trước trận đấu với Everton và hiện chưa rõ thời điểm trở lại, trong khi Mason Mount đã được chẩn đoán là phải rời xa sân cỏ trong vòng 1 tháng tới vì vấn đề ở bắp chân. Ngoài ra, nhiều khả năng Rasmus Højlund sẽ trở lại đội hình trong chuyến hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng khả năng đá chính vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, Anthony Martial đã nổ súng hồi cuối tuần qua, vì vậy cụ mã rất có thể vẫn là lựa chọn hàng đầu của cựu thuyền trưởng Ajax. Ở hàng tiền vệ, tài năng trẻ Kobbie Mainoo đã thi đấu cực kỳ xuất sắc hồi cuối tuần qua, nhưng với sức ép cực lớn từ các sân vận động tại Thổ Nhĩ Kỳ, ten Hag sẽ để cho cậu học trò 18 tuổi ngồi ngoài và sử dụng Sofyan Amrabat để gia tăng sự chắc chắn, dù bản thân tiền vệ người Maroc đã chơi không tốt trong thời gian qua. Nơi yên tâm nhất lúc này của Manchester United có lẽ là hàng thủ, khi mà Luke Shaw cùng với Aaron Wan-Bissaka đã trở lại. Cùng với đó, Harry Maguire và Victor Lindelof vẫn thể hiện sự chắc chắn, kết hợp với Andre Onana đang ngày một tiến bộ hơn để trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Như vậy, một lần nữa, tuyến dưới sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Quỷ Đỏ thành Manchester trong chuyến hành quân lành ít dữ nhiều vào rạng sáng thứ Năm tới. Về phía đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, phiên chợ hè vừa qua của họ được đánh giá là vô cùng thành công khi mang về rất nhiều bản hợp đồng chất lượng đến từ 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Dù không phải là ngôi sao sáng giá được săn đón nồng nhiệt, nhưng kinh nghiệm cùng với bản lĩnh đã được chui rèn qua 5 tháng sẽ giúp Galatasaray thi đấu thành công ở mùa giải năm nay, duy trì vị thế ở giải quốc nội và nhất là chinh phục đấu trường châu Âu. Những cái tên đáng chú ý mà người hâm mộ có thể biết đến chính là Mauro Icardi, Davinson Sánchez từ Tottenham, Angelino, người từng hạ sát chính Man United khi còn khoác áo RB Leipzig, cựu cầu thủ Wilfried Zaha hay là nhân vật thường xuyên trượt vòng kiểm tra y tế Hakim Ziyech. Nhìn vào đại diện Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng khác gì một đội bóng đang chơi ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu với đầy đủ binh hùng tướng mạnh ở cả 3 tuyến. Trong trận đấu sắp tới, Galatasaray sẽ có được lực lượng mạnh nhất và họ sẽ mang đến sự khó chịu nhất định cho các vị khách đến từ xứ sở sương mù. Thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ không phải là điểm may với Manchester United và với những gì đã diễn ra trong quá khứ, thầy trò Erik ten Hag sẽ phải nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra để sẵn sàng đối diện và hướng đến tương lai. Về lịch sử đối đầu, trong lịch sử, Manchester United và Galatasaray đã đối đầu với nhau tổng cộng 7 lần, đều ở đấu trường UEFA Champions League. Thành tích có được là 2 chiến thắng, 3 trận hòa và thua 2 trận. Lần đầu tiên hai đội chạm trán nhau là vào ngày 20 tháng 10 năm 1993 tại trận lượt đi trên sân nhà Old Trafford ở vòng 2 Cúp C1 châu Âu. Khi ấy thì hai đội đã hòa nhau với tỷ số 3-3 với các bàn thắng của Brian Robson, Eric Cantona cùng pha đá phản lưới nhà của Hakan Şükür. Còn ở trận lượt về trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, hai đội đã hòa nhau 0-0, qua đó Galatasaray là đội đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Trong 4 lần đối đầu còn lại đều thuộc vòng bảng, đó là 2 trận tại bảng A Champions League mùa giải 94-95 và trên sân nhà, Man United đã hủy diệt đối thủ với tỷ số 4-0 nhờ các pha lập công của Simon Davies, David Beckham, Roy Keane và tình huống phản lưới nhà của Comas. Còn tại mùa giải 2012-13, hai đội cũng nằm cùng bảng H và ở màn chạm trán tại nhà hát của những giấc mơ, đoàn quân của Sir Alex Ferguson đã giành thắng lợi tối thiểu với tỷ số 1-0 nhờ vào bàn thắng duy nhất của Michael Carrick, người hiện tại đang là huấn luyện viên trưởng của Middlesbrough. Và nhân tố còn sót lại ở trận đấu năm ấy không ai khác chính là Johnny Evans khi anh xuất phát ngay từ đầu cùng với đội trưởng Nemanja Vidic. Còn ở trận lượt đi, dù đã 2 lần vươn lên dẫn trước do công của Rasmus Højlund, nhưng Man United đã để cho Galatasaray lội ngược dòng thành công, qua đó nhận phải thất bại ngay trên sân nhà Old Trafford. Tiếp theo, hãy cùng với Random Football soi kèo và dự đoán kết quả trận đấu vui vẻ. Nhưng hãy nhớ rằng, người đánh là người thua, người không đánh mới là người thắng. Còn thắng cái gì thì chúng tôi cũng không biết. Về dự đoán bàn thắng, trong 5 trận đấu gần đây của cả hai đội đều có bàn thắng được ghi. Tuy đã cải thiện tình hình, nhưng hàng công của đội chủ sân Old Trafford lại thiếu vắng Rashford và Rasmus Højlund thì chưa đạt thể trạng tốt nhất. Thế nên việc họ xuyên thủng được hàng phòng ngự của Galatasaray không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Con số tổng 2 bàn thắng rất dễ để vượt qua và rất có thể sẽ là tỷ số 2-1 hoặc 3-2 dành cho đội chủ nhà, hay thậm chí có thể là kết quả hòa 2-2. Còn về dự đoán cả trận, do tỷ lệ hai bên cân bằng nên lựa chọn đại diện Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ khả dĩ hơn, nhất là khi lực lượng của Man United đang bị sứt mẻ nghiêm trọng như hiện tại. Cuối cùng là dự đoán đội hình ra sân. Theo dự đoán của Random Football, huấn luyện viên Erik ten Hag nhiều khả năng sẽ tiếp tục lựa chọn sơ đồ 4-2-3-1 vì với tình hình nhân sự hiện tại, thật khó để có lựa chọn nào tốt hơn dành cho thầy 10 cùng với các cộng sự. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành đến từ Cameroon, Andre Onana. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Harry Maguire cùng với Rafael Varane, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Aaron Wan-Bissaka bên cánh phải và Luke Shaw ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Sofyan Amrabat kết hợp với Scott McTominay. Trên hàng tấn công, Hannibal Matchbury sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công Alejandro Garnacho bên trái, Bruno Fernandes bên phải và trung phong Anthony Martial. Trong khi đó, Galatasaray nhiều khả năng sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc với quyết tâm giành lấy điểm số tối đa trên sân nhà. Chiến lược gia Okan Buruk sẽ sử dụng những quân bài tốt nhất của mình. Trong khung gỗ sẽ là thủ thành kỳ cựu người Uruguay Fernando Muslera. Bộ đôi trung vệ sẽ là sự kết hợp giữa Davinson Sanchez và Abdulkarim Bardghji, trong khi hai hành lang cánh bao gồm Angelino bên trái và Sacha Boey ở phía đối diện. Ở vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là bộ đôi Lucas Torreira và Tanguy Ndombele. Trên hàng tấn công, Dries Mertens sẽ chơi ở vị trí số 10 để hỗ trợ cho bộ ba tấn công là Wilfried Zaha bên trái, Baris Yilmaz bên phải và trung phong Mauro Icardi. Manchester United lại đang có phong độ tốt tại đấu trường Premier League, nhưng cúp C1 châu Âu thì lại là một thử thách khác không dễ vượt qua, nhất là khi họ đã không còn quyền tự quyết trong tay cho tấm vé vào vòng trong. Galatasaray cũng không phải là một đối thủ dễ chịu và nếu muốn đi tiếp tại Champions League, 3 điểm sẽ là mục tiêu tối thượng. Còn nếu thất bại, hãy cứ mỉm cười mà hướng đến việc cạnh tranh top 4 tại giải đấu quốc nội. Cuối cùng, dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn xin được chúc quý khán giả có một buổi tối giữa tuần trọn vẹn niềm vui khi thức khuya để xem đội bóng con cưng thi đấu. 0 giờ 45 phút rạng sáng thứ Năm ngày 30 tháng 11, hy vọng Manchester United sẽ đền đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ bằng màn trình diễn thuyết phục. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!